Thì đang gọi, đang nói chuyện này, tắt máy đi. Đâu, máy chị chứ. Ờ, chào, con bảo nào. Con bảo là về con với cả các bạn toàn bị cô đánh. Cô quật nó bao giờ, Tú là nhà em mà bị quật đâu. Tú quật nhà em... mấy bạn kia phải cái tội nói chuyện. Thế là Tú nhà em bảo là cô cũng quật con. Cô vụt con hôm thì vào tay, hôm thì vào lưng. Hôm thì bạn nào vẽ vào vở của con ấy. Thế xong là không biết là bạn nào rằng thì rách vở. Thế là cô chưa hỏi lý do tại sao như thế nào. Cô đã đánh con rồi, con bị oan. Hôm nào mẹ phải, hôm nào mẹ đến trường mẹ phải nói chuyện với cô, là phải giải thích cho cô hiểu là lỗi không phải của con mà cô đã đánh con như thế là không được. Đấy. Nó vẽ vở lại rồi nó vẽ vở ra. Đấy. Thế, thế chị làm sao vở bạn như thế này? Vâng. Bạn bên cạnh vẽ. Bạn bên cạnh vẽ vào. Nhưng mà cô không hỏi lý do, cô đã đánh con rồi. Cô như thế là không được. Vâng. Đấy. Thì em mới bảo thế thôi được rồi, mấy bữa mẹ gặp cô mẹ sẽ nói chuyện. Con em nó quên cả bảng ở nhà ấy. Vâng, hôm quên bảng là cô cũng vụt. Cô cũng vụt vào tay con rồi. Cô vụt đâu? Quên bảng, lấy bảng của cô cho mượn. Cô bảo là quên, thế là cô vụt vào tay, cô bảo vụt để cho nhớ. Bảng cô không quật không đấy, cô cho mượn bảng của cô. Quật là cái tội, là cái tội là không không viết bảng, quay xuống. Đấy. Thế mà bảo là thê hỏi cô có đánh con mạnh không thì bảo cô đánh đau lắm. Đấy, không chỉ riêng con nhà em đâu nhá, mà rất nhiều phụ huynh phàn nàn mẹ em như thế rồi đấy chị. Đấy đúng. Bảo là phụ huynh còn bảo là cô còn đánh vào đầu, cô còn véo cả tai, đập cả vào lưng con. Đấy, khổ thế cơ. Em còn đang kìm các phụ huynh lên là chưa có ý kiến gì với chị để rút kinh nghiệm cái việc đấy. Vâng, chị phải xem thế nào chứ, các con nó còn bé thì tìm cái phương án nó nói làm sao cho nó phù hợp, chứ đừng đánh các con như thế, về chúng nó mách bố mẹ rồi không đâu mà mình đâu. Chị ạ. Rồi, chị rất là hạn chế cái khoản đấy. Em vâng. Yên tâm. Vâng. Cáu lắm là bực lắm thì chị mới quật thôi, còn chị không gì đâu, chị không quật đâu. Không phải. Tức là hạn chế thì không hẳn là chị vẫn đánh các con, mà phải chị phải tuyệt đối không được dùng cái biện pháp mạnh như thế. Tại vì các con nó cũng hiểu chuyện mà, mình chỉ cần phân tích một tí là nó hiểu ra ngay. Bây giờ nó còn đang bé, cái hướng nó thì chị phải hướng nó, chứ bây giờ lại cứ động một tí lại vụt các con như thế rồi nó ảnh hưởng đến tâm lý chúng nó chị ạ. Rồi. Vâng. Chị sẽ rút kinh nghiệm. Đấy, chị rút kinh nghiệm nhá, chứ không rồi đến lúc phụ huynh người ta nói nó đến tai hiệu trưởng thì không hay. Rồi. Mà em thì em cũng chưa nói, em chưa can thiệp gì đâu, em chỉ biết kìm các phụ huynh là thôi phải từ từ thôi, tại vì cô uốn nắn các con, nhưng mà mọi người bảo như thế là không được, như thế là hành xử như thế là không được, lại còn gọi các con là anh chị đấy. Chúng nó về chúng nó lại bảo là cô còn gọi là anh chị, bọn con là con chứ có phải là anh chị đâu mà cô lại xưng hô là anh chị. Rồi đấy, thế chị rút kinh nghiệm nhá. Thì vì em chưa nói chuyện cả chị Tâm đâu. Để xem là cũng mấy hôm rồi em cũng bận, cho nên là cũng chưa nói chuyện được với chị. Vâng, thế có gì rút kinh nghiệm chị nhá. Vâng, cố gắng làm sao để hài hòa một chút, chứ không thì động một chút để cứ đánh các con như thế là không hay chị nhá. Dạ, vâng, có gì thì mai em đến gặp chị.